Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em tục lên cho em một clip gồm 10 cây câu nha anh em, 10 cây câu này, 10 cây câu chia cho anh em câu tôm. Giá công khai luôn là 150k một cây cộng ship. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giấu clip mình lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Đây cây thứ nhất nha mọi người. Cây thứ nhất là một cây cần của China xuất Nhật nha anh em. Mấy cây này là đều những cần bãi em lấy từ Nhật về nha anh em. Cây này chất liệu là chất liệu phíp nè. Bát ở đây, bát là bát dặn nha anh em. Phen là phen Fuji nha, phen Fuji rõ ràng luôn. Cây này thì về em chưa lau chùi nha mọi người. Đó, về lau chùi là bóng lửng luôn. Đó, phen Fuji nha. Đó, sứ trắng nha. Đó, đầu vụ nữa đây. Đó. Cây này thì dài 1m8 nha mọi người. Dài 1m8. Đọt là 2,7 ly, nặng là 110g. Đó. Cây này thì đánh tôm rất là ok. Độ cứng nó gờ tầm khoảng 20 thôi. Đó, độ cứng 20. Vì mấy cái phíp này nó rất là dịu anh em. Đó. Đẩy cái nó cong tới đây nè. Đó. Đánh tôm, đánh cá trắng. Câu chinh ghe, câu cảm giác rất ok nha anh em. Đó. Chất liệu là chất liệu phíp nha anh em. Rồi, giá công khai là 150k cộng ship. Cây này thì em có 3 cây. Đó. Cây số 2. Đó, cây số 2 vẫn là một cây cần China xuất Nhật cho anh em. Đó, cây này thì còn ok. Đó. Bù ở đây. Đó, bù Fuji nha mọi người. Đó. Hàng 150k nhưng mà vẫn là phen Fuji nha. Đó. Đó, chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ nha mọi người. Đó. Thì nó giống như cây số 1 thôi, nó phen Fuji. Bát thì bát dặn thôi. Đó. Bát thẳng thôi. Cây này thì nặng 150g, đọt 2,5 ly. Đó, cây số 1 thì nó bị mắc một khúc đọt nha anh em. Mắc cái một tí. Đó. Hàng sau thì nói vậy thôi. Thì em vẫn test đọt cho anh em xem. Đó, mấy dạng này thì đánh tôm rất ok nha anh em. Rất là dịu nha, nó cứng tầm khoảng 15-20. Cứng thế này đánh tôm rất cảm giác nha nè. Đầu vũ rất là cao. Rồi, giá công khai vẫn là 150k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 thì vẫn là một cây China chín nực, giống như cây số 1, số 2 thôi. Đó. Cái này nó cũng mắc một tí đọt vô đen nè. Đó, phen vẫn là phen Fuji. Đó, phép chất liệu vẫn là phép đỏ nha mọi người. Đó. Rất là ok, giá vẫn là 150k nha mọi người. 150k cộng ship, phen vẫn là phen Fuji. Sứ là sứ trắng nha. Đó. Hôm nay soi qua nhanh luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Mấy cây này đồng giá 150k hết nha mọi người. Cây số 4 là một cây cần. Cái này là cây cần đặc nha mọi người. Cây cần này là cây cần độc sò thi tinh. Đó, cây cần đặc. Cây cần này anh em câu cá cũng được, mình đánh lộn cũng được luôn. Cán là cán gỗ, phen là phen Fuji nha mọi người. Đó. Đây, đó, phen Fuji nha, đóng chữ Fuji rõ ràng. Đó, cây này thì phen nó hơi ngộ ngộ. Đó. Thì cần sau về thì em để quậy thôi. Đó, bu nè. Phen Fuji. Cây này được cái bát Fuji luôn, bát kẹp, ngon lành. Cán là cán gỗ. Bát Fuji Japan nha mọi người. Cán gỗ, cây này anh em vào vào cầm cái cán này dỗ cái là xong luôn á. Cây này thì nặng là 250g, đọt 3 ly. Độ cứng cây này nó gơ tầm khoảng 40 nha mọi người, độ cứng khoảng 40. Cái này đánh cá trắng cũng ok, đánh cá trắng, đánh cha ok. Câu trên bè nha mọi người, cái này dài 1m8 thôi nha. Đó, test tổ công cho anh em xem luôn. Đó, dài 1m8 thôi nha mọi người. Rồi, giá vẫn là 150k nha. Đó. Phen Fuji, bát Fuji. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần gì đây? Busan. Cái này của chả biết nữa, nhưng mà cái này em lấy từ nội địa Nhật về nha anh em. Đó, lấy từ Nhật về. Phen nó đây, phen nó là
đá xám nha nè, đá xám để em kiếm cái chữ Fuji coi, không thấy đóng chữ Fuji nha mọi người, cái nào có đóng chữ thì em báo thôi, chắc nó đóng trong góc này. Đó là phen phen hãng nha mọi người, phen hãng, bát thì bát bát đây, bát hãng luôn. Cây này cầm đánh tôm rất là ok nha, cây này dài chỉ có 1m5 thôi nha mọi người, à, dài 1m5. Mấy cây này là chiên tôm mà, chiên tôm chiên cá trắng cho anh em câu trên thuyền bè ghe, yeah. Đó thấy không, em bè một cái là ôm nguyên cây cần luôn nè, hình chữ C nha anh em, rất là đã nha. Đây nó công hình chữ C nha, test cho anh em xem luôn á. Mấy cây này đánh tôm rất là nhạy nha mọi người, đọt nó thì là đọt đặc nha mọi người, đọt sẽ tinh luôn. Đó, gốc thì gốc bọng thôi, đó làm rất là dịu cây cần, cần còn rất là ok nha mọi người, phen thì ok, không bể gì đâu, không bể không nứt gì đâu, cần thì nguyên ok hết. Rồi giá công khai khoảng là 150k cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần Benjamin nha mọi người. Đây chuẩn em lấy từ Nhật về Benjamin. Cây này là một cây cần dài 1m5, dài 1m5. Hàng này vẫn chiên cho nên đánh tôm nha anh em. Đó. Đấy cái là công hình chữ C luôn á. Rất là ok á. Cây này là cây cần đặc nha anh em, cần đặc. Cần sở thị tinh á, sở thị tinh nguyên cây. Phen thì là phen Fuji nha, phen này phen Fuji chắc rồi. Phen Fuji. Bát thì bát kẹp, bát đi nắp. Cây này nặng 150g, đọt 2.5. Nhưng mà được cái là nó dịu, dịu cực kỳ luôn ha. Vẫn là đánh tôm rất là ok anh em, đánh tôm đánh cá trắng. Giá công khai vẫn là 150k. Cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần Tika, hàng Tika, hàng này bán có mấy cây, bán mấy cây rồi. Phen là phen hãng nha anh em, phen hãng. Cần còn khá ok nha anh em, phen hãng. Thì mấy cái này thì về sau để về thôi, chưa lau chùi vệ sinh luôn. Nó còn đông bụi nha anh em. Đó, phen hãng đủ phen nha anh em, đủ phen, không bể, không nứt nẻ gì hết. Bát đây, bát là bát hãng luôn nha anh em. Cây này được cái là dài 1m8, đọt khá dịu cho anh em đánh tôm. Đó. Vô mùa tôm ở miền Tây anh em, đánh tôm mấy cây này rất là phê. Nặng là 150g, đọt 2.2. Chất liệu là phíp nha anh em, chất liệu phíp. Tất cả những cái này là chất liệu phíp hết. Đè cái công hình chữ C cho anh em xem luôn nè. Đó. Rồi, giá công khai khoảng 150k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 7, cây số 8. Cây số 8 thì phen nó sẽ là phen thế này. Đó. Cái này thì ok rồi, không nứt bể hết. Cái này của Korea nha anh em. Đó, hàng Korea. Đó. Cái này thì nó sẽ để thông số là thông số lua, độ cứng là M. Độ cứng M thì chiên ra là tầm khoảng 20-30. Chắc liệu là phép đỏ nha anh em, phép đỏ. Phép nó đây. Đó. Phen ok nha mọi người. Được cái nó like cái phen này. Đó. Like phen này, phen đề cao rồi. Đúng không sao? Anh em đánh tôm thì đánh mấy cái này đánh vô tư. Đẩy cái công hình chữ C, đẩy cái công hình chữ C. Đánh mấy con này, đánh con tôm khó dục lắm. Đó. Vũ cho anh em xem luôn. Vũ lại à, nó rớt. Nó trúng cây cằn kia rớt. Rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai vẫn là 150k nha anh em. Ngoại hình thì mấy cái này vẫn có xuất sắc nha anh em. Hàng xuất sắc thì nó xuất sắc thôi. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần nội địa nha anh em. Đó, cây này nội địa, chắc cây này lâu đời đó đây. Hàng là hàng phíp đỏ nha anh em, hàng phíp đỏ. Phen đây, phen đề ba cái này. Là phen inox. Ở trên đây là phen Fuji.
lỗi xứ trắng nha anh em, phèn sushi lỗi xứ trắng. Chất liệu là chất liệu phíp nha anh em, cây này dài 2 mét. Đó. Cây số cây này dài 2 mét nha anh em, cây số 9, còn khá là ok. Bát là bát Fuji Japan đây. Đó. Chuẩn nội địa nha anh em, bát kẹp bát Fuji Japan. Kẹp lại. Cái này dài nặng 150g, dài 2 đọt 2 ly 3. Chuẩn cho anh em đánh tôm nha. Vẫn cứng cỡ 15-20. Chuẩn đánh tôm. Đây, đó, đè cái là công một chiếc xe liền. Đè cái công lên tới khúc nói luôn. Rồi, giá vẫn là 150k cộng ship. Cây số 9 150k. Tiếp theo sẽ là cây cuối số mừng, cây cuối cùng. Đó. Cái nội địa nha anh em. Fan này là còn fan zin đây. Fan inox. Lọc. Fan sứ nha anh em, fan sứ fan Fuji nha. Đó. Tất cả thì fan ok hết, không like không độ hết. Có mấy cây like độ thì em nói thôi. Đó. Fan ok. Bùa ok luôn nha anh em. Cái này thì mối ăn li ti không ảnh hưởng gì. Bát là bát Fuji, bát kẹp nha anh em. Đó. Mấy bát đời rất là sâu. Đó. Hàng Japan. Mấy cái này đánh tôm thôi, đánh tôm, đánh quạt, đánh cá trắng, bậy bạ trên câu, trên ghe, trên thuyền, trên bè. Rất ok. Cái này dài 2 mét nha. Đó. Test độ cong cho anh em xem luôn. Rồi, giá công khai cũng là 150k nha anh em. Đó, 150k, đó là tổng cộng 10 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Clip này thì em có thể đi nhanh một tí nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Anh em ơn cái nào có thể chốt để là em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.